Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2024, Công an các địa phương trong tỉnh đã ra quân, tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phản ánh tại huyện Mường Khương. Các biện pháp đã và đang được Công an huyện Mường Khương tập trung, đó là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, gắn với kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đối tượng tập trung chủ yếu là học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và người liên quan. Lực lượng giao thông cũng như là công an các xã tập trung vào thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với các lứa tuổi học sinh, sinh viên. Thế và tổ chức sẽ ký cam kết đối với 100% các học sinh cũng như là phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo tại các nhà trường. Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện hoặc chưa có bằng lái xe. Các trường hợp bị xử lý được lập danh sách và gửi về nhà trường, gia đình, khu dân cư để cùng phối hợp tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của học sinh và phụ huynh. Về nhà, cháu đã tuyên truyền với bố mẹ và gia đình là khi đưa đón cháu lên học thì phải đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe là phải đội mũ bảo hiểm ạ. Tiếp tục thực hiện tốt an toàn giao thông ở tại các cái cổng trường, đặc biệt là cụ thể như những việc như là duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tuyên truyền với học sinh thì nhà trường là đưa vào các cái nội dung tuyên truyền hàng ngày trên lớp cũng như là các hoạt động chung của nhà trường như là giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp. Huyện cũng phấn đấu tất cả các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn một học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Mường Khương đang nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn.